Xin chào tất cả anh em nha. Nay em quay review cho anh em xem cái con động cơ hai máy Yanma 2H66. Con này công suất nữa là 9,5 PS nha, tua mát là 3000. Con này ngoại hình nó còn rất là mới luôn em. Cách nước của tàn ong rồi nó không có bị bể nhiều nha nè. Đó. Lốp còn nước sơn còn bóng lưỡng luôn nè. Bô và máy tinh nè. Đó, đời còn rất là mới luôn. Đây quạt gió. Đó, bô ly nè. Thường thường là máy xài nhiều là cái chỗ này là nó bị hao mòn lắm nha. Hao mòn là nhiều lắm nha anh em. Này. Con này còn dày nè. Ốc nè. Chưa có giống mỡ luôn nha. Đó, em quay từng chi tiết cho anh em mình xem con máy này. Ốc 7 màu. Đó. Còn này anh em mua về mình chạy vô lãi hoặc là chế xe ba gác được nha anh em. Đóng phát điện xài gia đình cũng ok lắm. Máy bên em là bán là bao hơi, bao khói, bảo hành cho anh em một năm xài. Và để em sẽ nhờ anh Thợ test nổ cho anh em nghe tiếng thử tiếng máy nha. Đây giữ ga cho. Máy nổ là Iru, hơi hát là bao. Nói em ru luôn nè, con này là xài nhức nắp luôn. Đó anh em ha. Nổ rồi nhức nắp luôn. Thôi. Rồi. Yanma 2H66. Thì anh em nào ưng con này thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 0913948706. Ngủ đi. Giúp em nha anh em. Để biết giá cả nha. Anh em nào muốn nếu biết giá cả thì em có ghi dưới phần miêu tả, anh em kéo xuống xem nha. Rồi bên cửa hàng là có là bán là ship toàn quốc luôn nha anh em. Anh em nào nếu mà có Zalo thì anh em để lại số Zalo dưới phần bình luận nha, để em sẽ quay test máy trực tiếp cho anh em mình xem con máy. Rồi. Còn anh em nào muốn tới cửa hàng xe máy trực tiếp thì có thể qua địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Hùng Vương, thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Máy mới tinh nè. Rồi.
Và em xin kết thúc video tại đây nha. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh của em nha anh em. Rồi anh em nào xem video thì thấy hay thì cho em một like, một share và nhớ subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.